Giữa chừng đơn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bóng thầy lại xa. Tình say trong giấc cây mộng qua, mơ màng cũng tưởng như tan bên mình. Đau lại việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng hiền nhân. Đó là tâm niệm của Đức Thầy vô vàn kính yêu của chúng ta, khuyên nhủ tín đồ thi hành điều phước thiện. Bởi trong thánh ngôn Ngài đã khẳng định rằng: làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà dễ nhau. Vậy tu phước là gì? Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hành trì pháp môn tu phước ra sao? Kính mời quý liệt vị cùng đến với phần thuyết giảng giáo lý của giáo lý viên Võ Thị Phấn, ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, sẽ gặp gỡ quý vị qua đề tài tu phước trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vậy xin trân trọng kính mời giáo lý viên tiến về lễ đài để trình bày đề tài vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền ở địa phương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Tưởng là trưởng ban ban trị sự xã Ô Long Vĩ. Kính thưa ban trị sự xã Ô Long Vĩ. Kính thưa quý ban trị sự của các xã bạn. Kính thưa đồng đạo giáo lý viên Phan Chí Tâm đồng về đây đảm trách chương trình hôm nay. Kính thưa quý cô, quý chú và hầu hết anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Thưa quý vị, hôm nay thật là một nhân duyên tốt đẹp khi chúng tôi được trở về đây, được đứng trước mái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, được nhìn thấy quý vị tề tự về đây rất là đông đủ, đã nói lên cái tinh thần thương thầy mến đạo quý vị. Và cũng đã thể hiện tinh thần đoàn kết là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì tôi tin tưởng rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo sẽ được trường tồn mãi mãi nơi cõi thế gian này, đúng như lời Đức Tôn Sư đã từng ao ước, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thưa quý vị, với thánh ý quyên thâm phàm tâm năng đắc, lời thì lời của Phật mà sức hiểu của chúng tôi thì ở một giới hạn nhất định. Vậy với tình thương con một cha cùng chung lý tưởng dung quán đạo màu, thì tôi mong muốn rằng với quy bậc trí thức, quý hàng cao đồ của tổ thầy sẵn sàng chỉ dẫn chúng tôi trong bổn phận còn thiếu sót để giúp cho thế hệ kế thừa trong sự nghiệp truyền bá tư tưởng của Đức Tôn Sư ngày một hoàn mỹ hơn. Thưa quý vị, thì giờ này theo sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị qua cái đề tài tu phước, là một cái đề tài rất là quen thuộc, một cái đề tài mà quý vị và tôi đã và đang thực hiện. Vậy trước khi đi vào nội dung chính của đề tài, lời nói đầu tiên của tôi là xin gửi đến quý vị lời chào thân ái và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, chúng tôi xét thấy đó, tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay và tôi là những người rất may mắn. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta may mắn cho nên có được một thân xác mạnh lành, có được một trí hiểu biết sáng suốt, có được một cuộc sống ổn định về mọi mặt, và đặc biệt là ai ai cũng có được một mái ấm gia đình. Song song bên cạnh đó còn có những nỗi rủi ro thay cho những mảnh đời bất hạnh. Có người thì sanh ra đời lại bị tật nguyền, có những em bé vừa mở mắt chào đời đã phải thiếu cha hoặc thiếu mẹ, hay có những gia đình lâm vào hoàn cảnh khổ đau do thiên tai địa ách thường xảy ra, làm cho mọi người phải sống lầm than khốn khổ. Thì trước hoàn cảnh thương tâm đó, Đức Tôn Sư kính yêu của chúng ta mới vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính đã tới hồi tai họa. Thế nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ngài đã hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh bằng giáo thuyết học Phật tu nhân,
đó là tôn chỉ của đạo Phật giáo Hòa Hảo, là một nền đạo dĩ nhân sinh, một tôn giáo nhập thế, luôn luôn hòa quang đồng trần để vì đạo Pháp, vì dân tộc mà làm tròn các bổn phận của một con người ở tại thế gian. Thưa quý vị, chúng ta sống ở trên thế gian này đó quý vị, chúng ta chịu biết bao nhiêu cái nỗi khổ của thế gian này, mà Đức Thầy cũng cho biết là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù. Cho nên còn Đức Phật cũng cho biết là nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển của đại dương. Những niềm vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ mong manh, bởi vì bản chất của cõi đời này là khổ nhiều hơn vui. Cho nên Đức Thầy cũng chạnh lòng bày tỏ là tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, dạng vật từ nay luống thảm sầu, áo não thương đời đa đói khổ, u buồn tranh họ vẽ dài câu. Và Đức Thầy cũng cho biết những cái nỗi khổ là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Thưa quý vị, đối với cuộc sống ở trên đời này, dù người giàu người nghèo gì cũng đều khổ hết đó quý vị. Tại sao? Tại vì những cái người giàu mà mình nghĩ là những cái người đó vàng bạc đầy đủ hết, tiền bạc đầy đủ rồi thì làm sao khổ được. Nhưng mà có những người giàu có về vật chất nhưng đôi khi lại kém phiết về tinh thần. Rồi có những người thì tinh thần thoải mái lại thiếu thốn về vật chất. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để cõi đời này dơi bớt đi những cái nỗi niềm đau khổ. Mà nỗi khổ lớn nhất của con người là gì? Đó là sự thiếu thốn về vật chất, sự mê mờ về tinh thần và sự lo sợ đủ mọi thứ. Vậy thì để giải quyết những cái nỗi khổ đau này, chúng ta thấy không gì bằng phải hành trì theo giáo pháp học Phật tu nhân mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Vậy thì học Phật là gì? Học Phật tức là chúng ta học theo lời Phật dạy và làm theo những gì mà Phật đã làm. Phật từ thiện cách nào ta phải làm từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng phải làm theo cách nấy. Và nhờ học Phật mà chúng ta biết được lẽ quyền duyên của tạo hóa, biết kiếp sống này là vô thường, là giả tạm. Xác thân này là do tứ đại hiệp thành, mau tan mau rã, không có gì là vĩnh viễn trường tồn hết. Và nhờ học Phật mà chúng ta mới có ý chí quyết tâm làm lành lánh dữ, phá trừ các nghiệp chướng phiền não ngăn che. Còn tu nhân là gì? Tu nhân là trao sửa cách xử sự, đặt bổn phận nhằm sự dạng đạo làm người trong kiếp sống. Mà Đức Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thưa quý vị, như vậy thì chung quy chúng ta học Phật đó thì chúng ta phải thực hiện tu phước và tu huệ. Bởi vì phước huệ song tu mới đồng đăng bỉ ngạn. Và phước là nền tảng để phát khai trí huệ, và phước là một môn tu không thể thiếu cho người học Phật. Vậy thì hôm nay quý vị cùng tôi tìm hiểu coi tu phước là gì, tu phước có mấy cách, và khi tu phước rồi chúng ta được lợi ích như thế nào. Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi định nghĩa về tu phước. Tu phước đó là tạo tác phước điền. Người học Phật cần phải đem hết khả năng của mình để làm những việc lành việc phải mà Đức Phật từng dạy là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là điều ác đừng làm, còn điều lành gồm làm. Còn Đức Thầy dạy đó là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thưa quý vị, vậy chúng ta tìm hiểu qua cái từ tạo tác phước điền là gì. Tạo tác ở đây đó tức là chúng ta sáng tạo lên một cái gì đó mới mẻ để làm phước. Ví dụ như bây giờ mình làm phước, mình có cái tâm từ thiện, mình làm phước rồi, mà bình thường đó là mình thích cho gạo, ví dụ vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, nếu mà mình cho gạo, ai cũng cho gạo như mình hết, thì những cái cơ sở từ thiện đó người ta sẽ xài không có hết. Mà gạo có khi cơ sở từ thiện mà cho nhiều quá móc meo hết trơn rồi quý vị. Cho nên hôm nay mình phải biết cái cách mình chuyển lại. Mình làm sao cũng làm phước nhưng mà mình chuyển lại thì cái phước đó nó sẽ lợi ích hơn. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như bây giờ là mình định là rằm tháng giêng này nè, rằm tháng 7 tới, ví dụ một năm là có 3 ngày rằm lớn, rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Bây giờ tôi tính là mỗi một cái rằm vậy đó tôi cho 5 bao gạo. Thì quý vị tính đi, 5 bao gạo đó đó là bây giờ mình quy ra bằng tiền đi, 5 bao gạo đó là 2,5 triệu, ví dụ vậy. 3 cái rằm là 7,5 triệu phải không? Một năm là mình dự định là mình giúp đỡ cho mọi người, bố thí là 7,5 triệu. Mà hôm nay đó ở xóm mình
ở xóm mình có một cái bà cụ đó, bà già cả rồi, bà bệnh mà không có tiền uống thuốc. Bây giờ mình lấy 7 triệu rưỡi này, hoặc là mình nhín ra từng đợt, mình lấy 2 triệu rưỡi thôi một đợt, mình giúp cho bà cụ này, để bà cụ này trị bệnh cho qua cái cơn hiểm nghèo, có được không quý vị? Được không à? Như vậy thì mình làm phước ở đây đó. Ngày nay là mình làm sao mà mình chuyển lại cái cách làm phước để mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người, thì đó là gọi là tạo tác. Cũng như ở Long Xuyên chúng tôi, quý vị có cái bác Hồng Phước này nè, bác có cái tâm từ thiện lắm, lúc nào bác cũng muốn làm việc giúp đỡ cho mọi người hết á. Thì một hôm á, là nhà của bác thì gần bệnh viện Đa Khoa tỉnh An Giang, bác mới đi qua bệnh viện coi có cái gì không bác giúp đỡ. Thì khi qua bệnh viện rồi đó, bác nhìn thấy cái cảnh mà cái người bệnh đó mà chở đi đến bệnh viện mà vì nặng quá đó quý vị, bác sĩ trị không có hết, cho nên là chết tại bệnh viện. Thì lúc này thân nhân vô cùng bối rối quý vị, cho nên là phải là thuê xe để chuyển cái xác chết này, rồi phải làm thủ tục xuất viện, rất là khổ sở. Cho nên bác mới nhìn cái thấy cái cảnh này, bác nói nếu mà trong trường hợp này đó ha, mình hùng tiền lại mình mua một chiếc xe từ thiện, mình chuyển những cái xác chết này về chắc có lẽ là lợi ích lắm. Cho nên bác nghĩ như vậy đó. Bác mới về bác bán một cây vàng quý vị, bán một cây vàng rồi bác mua chiếc xe đa xu ngày xưa đó. Mà chúng tôi không có hỏi cái anh con của bác đó là một chiếc xe đó, một cây vàng đủ hay không, chúng tôi cũng quên hỏi. Nhưng mà con của bác nói là chiếc xe đó là bác bán một cây vàng để mua chiếc xe đa xu ngày xưa đó. Bác chuyển những cái xác chết từ bệnh viện về nhà, rồi sau đó bác chuyển những cái người bệnh nặng từ nhà đến bệnh viện, và hoặc là những cái người bệnh từ bệnh viện tỉnh lên bệnh viện thành phố. Rồi sau này đồng đạo của mình nhìn thấy cái việc làm của bác hết sức là lợi ích, cho nên các nơi bây giờ đó đều sắm những cái chiếc xe từ thiện, mà nhất là các ban trị sự ở vùng sâu vùng xa đó quý vị, sắm những cái chiếc xe này rất là lợi ích. Ban đầu là do bác Hồng Phước bác suy nghĩ ra. Rồi cũng ở chỗ của chúng tôi đó, là chúng tôi là ở ban trị sự phường Mỹ Phước quý vị, thì ở ngay ban trị ở trong cái địa phương của chúng tôi đó có một cái vị mạnh thường quân này đó, là cái ông này là kêu công ty Đức Thành đó quý vị. Ông mới thấy cái việc làm này lợi ích quá ra quá như vậy, cho nên ông mới phát tâm. Ông mới phát tâm là mỗi một ban trị sự mà mua xe từ thiện như vậy đó ha, thì ông sẽ giúp đỡ cho 200 triệu. Mà 200 triệu ngày xưa đó là mua được một chiếc xe từ thiện luôn quý vị, là xe Trung Quốc đó. Nhưng mà bây giờ đồng đạo của mình là chiếc xe đó dường như không có chịu chê, cho nên là sắm chiếc xe đời mới bây giờ 700-800 triệu quý vị. Thì mặc dù bây giờ đồng đạo của mình mua xe 700-800 triệu, nhưng mà cái ông công ty Đức Thành này vẫn giúp đỡ cho 200 triệu. Mà mỗi một tháng như vậy là 2 chiếc quý vị. Mà mời những cái ban trị sự của mình đó, mà những cái ban trị sự nào có nhu cầu mà mua xe này đó ha, thì quý vị á là làm một cái đơn để đưa cho quỹ ban ký. Khi mà người ta ký rồi đó, mình cầm cái đơn đó đó, mình đi đến xuống công ty Đức Thành đó, mình đưa cho cái vị này. Rồi cái vị này mới sắp tài cho mình quý vị. Nghe đâu là mình sắp tài tới hơn một năm mới tới tài quý vị. Vậy thì chừng nào tới tài của mình thì mình mới được lãnh 200 triệu để về mua xe. Thì cái nguồn tin này chúng tôi hay thông báo với đồng đạo. Nhưng mà có một lần đó chúng tôi về xã Hội An để nói về vấn đề này, thì đồng đạo đó gấp quá quý vị, bởi vì có một vị mạnh thường quân phát tâm cho đâu à 300 mấy triệu rồi, mới tính định xin 200 này mà đợi thì lâu quá, sợ đợi được 200 triệu này thì cái mối kia nó ruột. Cho nên đồng đạo đó mới lấy cái số tiền mà đồng đạo kêu phát tâm 300 mấy đó mua một cái chiếc xe cũ vậy. Chúng tôi nói thôi vậy cũng được, rồi từ từ mình mua thêm. Thì đó là cái việc làm hết sức là lợi ích, mà ban đầu là do bác Hồng Phước bác suy nghĩ ra. Rồi cũng chính bác Hồng Phước quý vị, bác mới nghĩ rằng nhà của mình thì gần bệnh viện, nếu như mà mỗi ngày mình nấu một cái nồi cháo trắng mình đẩy lên bệnh viện mình cho đó ha, 5 giờ mình đẩy lên cho, thì cái người bệnh ăn cũng được, cái người nuôi bệnh ăn cũng được, chắc có lẽ là lợi ích lắm. Cho nên là bác nghĩ vậy, bác về bác nấu nồi cháo, bác đẩy lên bác cho quý vị. Giờ này bác Hồng Phước bác đã qua đời rồi, nhưng mà cái nồi cháo còn mãi cho đến ngày hôm nay, duy trì cho đến ngày hôm nay. Con của bác đảm nhiệm cái nồi cháo này,
Mà mỗi một ngày như vậy quý vị biết không, nấu là tới 70-80 kg gạo quý vị. Nồi cháo này là con bác đảm nhiệm chẳng ai lạ hơn, đó là giáo lý viên Lữ Văn Thư. Mà chắc có lẽ trong hội trường này quý vị cũng ít nhiều gì cũng biết đến vị giáo lý viên này. Thưa quý vị, thì đó là chúng ta làm sao mà cũng làm phước, mà chúng ta tìm cách nào đó làm phước, làm lợi ích cho mọi người. Chính vì cái tấm gương này đó mà ngày nay chúng tôi thấy các nơi quý vị, các nơi có những nơi đó là không phải là nằm ở trong ban trị sự ở địa phương, nhưng mà cũng phát khởi lên cái tấm lòng từ bi. Cái vào những ngày rằm đó quý vị, cái nấu cháo hay là làm bún hay là nấu những cái món ăn gì buổi sáng đó quý vị, hay là cơm để phát cho mọi người, thì chúng tôi thấy cái tấm gương này cũng hết sức là cao quý. Mà chúng tôi đi các nơi chúng tôi thấy những cái tấm gương này là thường thường rất là nhiều quý vị. Thì bằng mọi cách, miễn làm sao mà chúng ta làm lợi ích cho mọi người, làm lợi ích thiết thực như vậy là tốt quý vị. Và cũng như ban trị sự phường Mỹ Long quý vị, chúng tôi thì ở Mỹ Phước kế ban trị sự phường Mỹ Long. Thì ban trị sự phường Mỹ Long này sau khi mà thành lập cái ban trị sự Mỹ Long rồi đó, thì nếu mà tính ra thì ban trị sự phường Mỹ Long mới thành lập đây chừng khoảng là 10 năm thôi, tức là sau các ban trị sự khác. Thì khi mà thành lập rồi đó quý vị, thì cũng tổ chức luôn cái bếp cơm từ thiện quý vị. Như vậy là mỗi một ngày như vậy đó là phát trên 1.000 suất cơm. Thì đây là một cái điều hết sức là mừng cho đồng đạo của mình, cho những cái người mà học sinh, sinh viên đó quý vị, có những hoàn cảnh khó khăn đến đây để ăn cơm. Điều này hết sức là tốt. Thưa quý vị, như vậy thì tạo tác nó tóm lại, thì mình làm cách nào đó, mình suy nghĩ cách nào đó bằng cái lòng từ bi, là bằng cái lòng từ bi của mình, để làm sao mà mình mang lại cái lợi ích thiết thực cho mọi người, thì đó là tạo tác. Còn phước điền ở đây đó, điền là ruộng, mà ruộng phước, tức là ở trong tâm của chúng ta đó, ai ai cũng có ba thửa ruộng phước điền để hàng ngày chúng ta dung trồng bồi quén. Thứ nhất là kính điền, tức là chúng ta cúng dường cho Đức Phật và các chư tăng mà ngày nay gọi là ân tam bảo. Rồi thứ hai là chúng ta lo nuôi dưỡng báo hiếu ông bà cha mẹ của mình mà ngày nay gọi là ân tổ tiên cha mẹ. Cái thứ ba nữa là chúng ta giúp đỡ cho tất cả mọi người mà gọi một cách nôm na đó là bố thí. Thưa quý vị, cũng đồng là cho hay giúp đỡ, nhưng mà đối với tam bảo thì gọi là cúng dường. Đây là công đức phước điền. Rồi cái đối với cha mẹ đó thì chúng ta gọi là hiếu dưỡng, đây là báo ân phước điền. Rồi cái thứ ba nữa đó là chúng ta giúp cho mọi người gọi là nôm na, đây cũng gọi là từ bi phước điền. Thưa quý vị, rồi phước đó là chỉ cho cái điều may mắn, cái điều tốt lành do trời Phật ban thưởng cho người làm nhiều nhiều việc nhân đức. Ví dụ như chúng ta trồng một cây xoài đi, thì một thời gian nhất định nào đó cây xoài sẽ cho chúng ta quả vị ngọt ngào, hương vị thơm tho. Thì cũng thế, nếu hằng ngày chúng ta làm những việc giúp đỡ cho mọi người, thì một thời gian nhất định nào đó, từ một con người bình thường, chúng ta sẽ trở thành con người có nhân đức, trí huệ, thì minh mẫn hưởng được mọi sự an lành trong cuộc sống. Mà Đức Thầy đã khẳng định là trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Rồi phước cũng để chỉ cho cái điều may mắn, cái điều tốt lành do ông bà cha mẹ để lại cho con cháu thừa hưởng. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó mà chúng ta gặp được những cái gì may mắn tốt đẹp đến với mình đó, thì mình nên nhớ rằng cái phước đức đó là do ông bà cha mẹ để lại cho mình hết phân nửa rồi quý vị, còn phân nửa là do mình tự tạo. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Để chứng minh điều này đó, chúng tôi xin kể một mẫu chuyện như thế này nè quý vị. Là vào thời xưa đó có một cái ông vua này nè, ông có được một cái cô công chúa rất là xinh đẹp, mà đặc biệt là cô công chúa này đó có một cái tánh tình rất là hiền lương đức hạnh, ai ai cũng quý mến hết đó. Thì một hôm đó ông mới nói với công chúa rằng sở dĩ mà hôm nay con có cái được cái phước này đấy ha, là cái phước này do cha mới phải. Thì cô công chúa nói thưa cha, cha nói như vậy cũng phải, nhưng mà theo con đó là cái phước này do cha phân nửa ha, còn phân nửa là do con tự tạo mới phải. Nói đến đây ông vua không đồng ý quý vị. Ông nói nếu mà con nói như vậy đó ha, để chứng minh điều này, ta sẽ cho người ra khỏi hoàng thành tìm một gã ăn mày, rồi ta gả con cho gã ăn mày, rồi sau khi mà cử hành hôn lễ rồi đó,
ta đuổi con ra khỏi hoàng thành để coi cái phước này do ai cho biết. Thì thưa quý vị, vua mà lời của vua là lời của trời, không phán là phải thực hiện, nếu không thực hiện thì bị chém đầu. Cho nên công chúa quán biết đây là cái duyên nghiệp của mình rồi, cho nên công chúa vẫn vui vẻ chấp nhận. Thì công chúa mới hỏi chồng, vậy chứ quê chồng ở đâu, chồng còn tài sản gì hay không? Thì người chồng mới đáp rằng, ở quê nhà tôi còn một miếng đất, nhưng mà vì lâu ngày không có trồng tỉa cho nên miếng đất nó cây cối mọc tùm hết trơn à. Thì công chúa mới nói, thôi được rồi, thôi bây giờ mình dọn cỏ về đó, dọn cỏ để mà mình trồng tỉa mình sống. Thì khi công chúa về đến miếng đất đó rồi đó, bà con xung quanh đó nghe cái tiếng hiền lương đức hạnh của công chúa đó, mới đến giúp đỡ công chúa dọn cỏ đào đất. Thì trong cái quá trình mà dọn cỏ đào đất đó, người ta mới phát hiện được trong miếng đất đó có ba hũ vàng gì. Thì công chúa mới phát tâm đem cái hũ vàng thứ nhất đó giúp đỡ cho những người nghèo khổ ở phương xa. Rồi cái hũ vàng thứ hai đó thì giúp đỡ cho những người nghèo khổ ở địa phương. Và hũ vàng thứ ba đó thì công chúa cho xây cất nhà để ở. Nhưng một thời gian vì nhớ thương công chúa quá, cho nên nhà vua mới cho người đi dò la tin tức. Người ta mới về báo rằng đó là công chúa ở nơi đó tuy không phải là một hoàng cung nhưng mà rất nguy nga lộng lẫy, vẫn có kẻ hầu người hạ bình thường. Thì nhà vua lúc này hết sức là ngạc nhiên rồi quý vị. Cho nên nhà vua mới dời công chúa về và dẫn công chúa đến gặp Phật. Thì nhà vua mới bạch với Phật, tại sao con đã gả công chúa cho một tên ăn mày rồi mà công chúa vẫn giàu có là tại sao vậy? Thì lúc này nhà vua mới cho biết, Đức Phật mới cho biết rằng đó, dù ông có gả công chúa cho ai đi nữa thì công chúa vẫn giàu có, bởi vì không những một kiếp này mà nhiều kiếp rồi công chúa thực hiện giúp đỡ cho mọi người, bằng chứng là cái kiếp này khi công chúa bị bệ hạ đuổi ra khỏi hoàng thành, trong tay không có tài sản gì hết, nhưng mà khi có được ba hũ vàng thì công chúa lại giúp đỡ cho mọi người hết hai hũ rồi, chỉ chừa cho mình có một hũ, mà không những kiếp này nhiều kiếp rồi, và cái kiếp này cộng với cái phước của bệ hạ cho nên công chúa có một cái địa vị cao hơn. Thì thưa quý vị, qua mẫu chuyện chúng ta thấy rõ ràng rằng ngày hôm nay mà chúng ta có được cái phước báo gì đến với mình đó quý vị, thì mình nên nhớ rằng cái phước đó là do ông bà cha mẹ để lại cho mình hết phân nửa rồi quý vị, còn phân nửa là do mình tự tạo. Vì vậy ngày hôm nay đó mình có được những cái điều tốt lành, những cái điều may mắn, những cái sự giàu có mà đến với mình đó quý vị, thì mình phải siêng năng làm phước để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ của mình. Mà cho nên là ca dao cũng có câu là khen ai kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu giống dù xê sang. Còn Đức Thầy cho biết là rầy mừng gặp động đặng lúc ban ân, duyên trước ngày nay mới có phần. Thưa quý vị, vậy thì hôm nay chúng ta phải cố gắng làm phước, nhất là mình thương ông bà cha mẹ của mình trước nhất. Rồi thứ hai thì mình cũng thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, như vậy thì muốn làm phước, muốn giúp đỡ được cho mọi người thì trước hết mình phải thương yêu mọi người cũng như mình thương yêu chính bản thân mình. Có như vậy chúng ta mới đem hết khả năng của mình để giúp đỡ cho mọi người, nhằm làm dơi bớt những cái nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Mà Đức Thầy dạy là khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành dư của hãy dùng vào đây. Và Đức Thầy dạy là cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tính cao cả và thiệt hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình vậy. Thưa quý vị, vậy chúng ta tìm hiểu qua cái từ tạo tác, qua cái từ mà phát hiện những đức tính cao cả là gì. Phát hiện tức là chúng ta thấy được quý vị, mà thấy được ở đâu? Thấy được ở trong tâm của mình á. Bởi vì mỗi người chúng ta khi mà thấm nhuần giáo lý của Đức Thầy rồi đó, tự nhiên mình cảm thấy mình có một cái bổn phận để giúp đỡ cho mọi người. Hay nói một cách khác đó là người đạo Phật giáo hòa hảo, là tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình thích làm cái gì đầu tiên quý vị? Thích làm phước, phải không? Đó là cái tâm trạng chung mà chúng tôi thấy ai cũng vậy. Hãy làm phước là rất là thích. Cho nên mình là thích làm phước, tức là mình phát hiện được những cái đức tính cao cả. Mình phát hiện là mình thấy được những cái đức tính cao cả, đó là những đức tính đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả trong lòng của mình.
mình tự nhiên mình thấy những cái đức tính đó, đó là trong lòng của mình có được, cho nên mình thể hiện ra bên ngoài đó. Cho nên là những cái đức tính cao cả là những cái việc làm, những cái cách thể hiện của những vị tín đồ chân tu tâm đạo. Cái đức tính này nó rạng ngời tình bác ái vị tha vô bờ bến. Cái đức tính này mà hễ đi đến đâu đó thì mọi sự nghèo đói đều tiêu tan đến đó. Cái đức tính này mà hễ hành đến đâu thì mọi sự an lạc hạnh phúc đều đi đến đó. Nó hướng mọi người đến một cái cuộc sống mới, một cái cuộc sống nhân từ và đạo hạnh. À, thưa quý vị, thì vừa qua chúng tôi định nghĩa về tu phước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu có tu phước có mấy cách. Tu phước có hai cách quý vị, đó là bố thí và từ thiện xã hội. Vậy thì bố thí là gì? Bố là ban ra, giải ra, thí là cấp cho. Bố thí là ban phát cấp cho những người nghèo thiếu về vật chất lẫn tinh thần. Mà Đức Thầy dạy là của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngập tòa được lên. Thưa quý vị, thì bố thí thì ai cũng bố thí. Nhưng mà mình bố thí làm sao để mình hưởng trọn ý nghĩa của việc bố thí? Là mình bố thí như thế nào quý vị? Tức là mình vừa bố thí vật chất và tinh thần. Vật chất tức là chúng ta đem tiền của mình để giúp đỡ cho mọi người. Còn tinh thần là làm sao chúng ta thể hiện cho bằng được cái tình thương của mình đối với cái người thọ nhận. Bởi vì quý vị biết không, những cái người nghèo khổ đó người ta tủi thân lắm, người ta buồn bã lắm quý vị. Cho nên mình khi mà mình thực hiện bố thí, mình phải làm một cách khéo léo để cho cái người thọ nhận không còn buồn tủi nữa. Đó, cái phước của chúng ta mới được trọn vẹn quý vị. Nhưng mà mục đích của mình bố thí là thể hiện cái lòng từ bi, không phải là vì phước báo. Nhưng mà chúng ta làm phước làm sao mà chúng ta cho trọn, trọn cái ý nghĩa đó, tức là vừa vật chất vừa tinh thần, thì cái sự bố thí đó mới trọn vẹn. Cũng như có một cái bác này nè quý vị, bác một hôm á, bác mới đi xuống phà, bác á, nhìn thấy có một cái cô phụ nữ đó trên tay bế một đứa con mà gia cảnh thì nghèo lắm quý vị ơi. Rồi đứa con lại rất là bệnh, rất là cần chai dầu. Cho nên bác mới là móc cái chai dầu bác ra bác cho mượn. Nhưng mà bác khởi cái tâm là bác định cho cô luôn cái chai dầu đó. Nhưng mà bác lúc này bác kịp suy nghĩ lại quý vị. Bác nói nếu mà mình cho đường đột quá đó thì sợ cô này cũng buồn tuổi, cũng nghĩ rằng mình gớm hay gì mình mới cho. Cho nên là bác đợi cái cô này xức cái chai dầu rồi xong rồi trả lại cho bác nha. Bác lấy cái chai dầu của bác đó, bác xức trong người bác thật là nhiều, rồi bác mới cho cô chai dầu. Thì cái việc làm của bác đó, bác cho chai dầu là bằng vật chất. Nhưng mà cái hành động của bác là thể hiện cái tình thương. Tức là cho cô cái chai dầu này là vì thương cái hoàn cảnh của cô mà cho, chứ không phải là vì gớm cho. Cho nên chính vì cái hành động đó làm cho cái cô này cảm thấy rất là ấm áp, cảm thấy xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương mình, còn rất nhiều người quan tâm mình. Chính cái sự suy nghĩ đã biến thành một cái nghị lực giúp cô này vượt qua những cái nỗi khổ đau mà cô đang gánh chịu. Thì cái ý nghĩa của cái việc bố thí mới được trọn vẹn quý vị. Vậy thì trong bố thí đó có ba cách như vậy, đó là tài thí, pháp thí và vô quy thí. Vậy thì tài thí là gì? Tài thí tức là chúng ta đem vật sở hữu của mình để giúp đỡ cho mọi người, như là tiền bạc, gạo lúa, giải bô, thuốc men, vân vân. Mà Đức Thầy dạy là tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ đói buổi vừa qua. Thưa quý vị, như vậy thì đối với tài thí này đó, nghèo giàu gì cũng đều làm được hết quý vị. Người ta giàu đó thì người ta làm những việc lớn như là xây cất trường học, bắc cầu, bồi lộ, vân vân. Còn cái người nghèo đó thì mình cho người ăn xin chừng 5.000 thôi quý vị, hoặc là một chén gạo. Nhưng mà lòng mình nao nao ước gì có nhiều hơn để cho, thì 5.000 đồng bạc của mình hoặc là một chén gạo này có một cái giá trị rất là lớn quý vị. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin trình bày về cái người mà giàu làm việc tài thí. Thì thưa quý vị, ở Long Xuyên chúng tôi quý vị, là cách đây trên 20 năm rồi, có một cái ông chủ tiệm vàng Khải Hoàng ở Long Xuyên quý vị. Thì ông mới bỏ ra trên 1 tỷ đồng để ông mua một miếng đất trong chợ Phú Hòa khoảng 2 cây số. Thì khi mà ông mua miếng đất này rồi đó, thì ông mới xây lên một cái ngôi trường khai trí. Mà đặc biệt là khi ông xây dựng cái ngôi trường khai trí này đó xong rồi đó, ông nhận và nuôi dạy những cái đứa trẻ mồ côi bất hạnh, không cha không mẹ. Thưa quý vị, thì lúc đó đó là năm đó tôi
ba mươi mấy tuổi rồi quý vị, tôi vừa mới mất cha thì tôi thường hay đi khắp nơi để rồi bố thí hồi hướng công đức cho cha mình. Thì một hôm được đồng đạo mới dẫn vô cái ngôi trường khai trí này nè quý vị. Thì khi vô cái ngôi trường khai trí này đó, theo sự hướng dẫn của cô giáo đó quý vị, có khoảng 100 em bé 7-8 tuổi như vậy nè quý vị, nó chạy ra nó chào mừng mình. Nhìn thấy 100 em bé này mà chúng tôi cảm động rơi nước mắt luôn quý vị. Là tại sao? Tại vì năm đó tôi ba mươi mấy tuổi, tôi vừa mới mất cha, thì tôi thương nhớ cha, tôi khổ không biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ nhìn 100 em bé này, nó cũng đồng cảnh ngộ như mình, nó thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Vì vậy mà mình nhìn thấy nó mà mình không cầm được nước mắt thưa quý vị. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng đó, cái ông chủ tiệm vàng Khải Hoàng này, ông làm một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Nếu như mà 100 em bé này mà không có nơi mà nhận nuôi dạy tốt, biết đâu 100 em bé này lớn lên sẽ trở thành tệ nạn của xã hội. Nhưng mà khi có một cái ngôi trường khai trí nhận nuôi dạy các em như thế này đó, biết đâu 100 em bé này lớn lên sẽ trở thành những người lợi ích cho xã hội. Mà thật như vậy quý vị, sau này chúng tôi tìm hiểu đó, thì 100 em bé ngày xưa chúng tôi gặp đã lớn hết rồi quý vị. Cho nên là khi mà học hết lớp 12 rồi đó, em nào có khả năng học đại học thì nhà trường cho học tiếp tục. Còn nếu như mà em nào mà không có khả năng học nữa thì cho đi học nghề quý vị. Mà đặc biệt là khi học nghề rồi đó, thì cái vị hiệu trưởng trường này đó cho đi là có việc làm ổn định luôn quý vị, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị, đó là một cái điều hết sức mừng cho các em, trong cái rủi nó có cái may quý vị. Thưa quý vị, như vậy thì đối với những cái người giàu có làm những cái việc lớn như vậy đó, ngoài ra thì hiện bây giờ đó quý vị, trên ban trị sự trung ương đó xây cất cái trường trung cấp đó quý vị, và lấn ra mua đất lấn ra ở cái hậu mà của trường của chùa An Hòa Tự đó quý vị. Thì cái công trình này đó là tổng cộng là 40 tỷ, mà 40 tỷ này quý vị biết không, chỉ có 4 vị mạnh thường quân đảm nhiệm thôi. Cái thứ nhất đó là ông Minh Lý ở Mỹ Đức, là thứ hai nữa đó là anh Trung ở Cái Dầu, thứ ba nữa đó là cô Ngọc Tuyết ở Long Xuyên chúng tôi. Mà cô Ngọc Tuyết này đó là con của ông chủ tiệm vàng Khải Hoàng mà chúng tôi vừa kể đó quý vị. Thứ tư nữa đó là ông công ty Đức Thành mà chúng tôi nói, cái ông công ty Đức Thành mà cho xe từ thiện đó, cho tiền mua xe từ thiện một chiếc 200 triệu đó quý vị. Thì bốn vị này đảm nhiệm cái công trình này, mỗi một vị đóng góp vào nhiêu quý vị? 10 tỷ quý vị thấy không? Người ta giàu làm phước thấy ham phải không quý vị? Còn mình ít tiền hơn, chẳng lẽ mình không làm phước? Mình nói chàng ơi, mấy cái người mà làm phước vậy người ta giàu người ta mới làm phước, còn mình nghèo cũng chết mà làm phước gì được không quý cô? Được không? Như vậy thì bây giờ người ta giàu thì làm những việc lớn, mình nghèo thì mình làm những việc nhỏ, nhưng mà phước đức đó cũng không phải nhỏ đâu quý vị ơi. Bây giờ mình nghèo, chúng tôi hồi nãy trình bày rồi, nếu mình cho người ăn xin chừng 5.000 thôi, hoặc là một chén gạo thôi, mà mình ước gì, mình trong lòng mình nao nao ước gì có nhiều hơn để cho, thì 5.000 đồng bạc này và một chén gạo đó có giá trị rất là cao quý vị, chứ không phải nhỏ. Thưa quý vị biết đó, trong cái hội trường này quý vị thấy đó, có ai nghèo bằng vợ chồng Đằng Ni Già không quý vị? Chị biết bảo chuyện đó không? Đằng Ni Già, vợ chồng Đằng Ni Già nghèo đến nỗi mà hai vợ chồng chỉ có một tấm chăn thôi. Người chồng đi xin thì người vợ ở nhà. Nhưng mà khi hiểu được ý nghĩa của việc làm phước rồi đó ha, thì Đằng Ni Già này phát tâm cúng dường cái tấm chăn đó, chấp nhận chịu nghèo, chịu đói để mà cúng dường tấm chăn đó. Thì với cái phước báo này đó ha, thì sau đó là Đằng Ni Già này được sinh ra nơi nào cũng được xinh đẹp, rồi có y phục tùy thân, và cuối cùng thì lại khi mà muốn tu đó quý vị, mau đắc đạo đó quý vị. Thì chúng ta thấy rằng đó, dù là chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta giúp đỡ mọi người bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng cái lòng từ bi của mình, thương xót mọi người, thì cái giá trị nó không phải là nhỏ quý vị. Cho nên quý vị yên tâm đi ha, mình nghèo thì mình làm phước theo mình. Ví dụ như bây giờ người ta có tiền, người ta làm phước là 10 tỷ, mình 1 triệu thôi ví dụ, ít nữa thì 500 ngàn, ít nữa 200, ít nữa thì 20 cũng được, ví dụ vậy quý vị đừng có ngại.
Đừng có ngại rằng là người ta giàu, người ta làm phước nhiều, còn mình ít. Mình làm phước ít, mình mặc cảm. Đừng bao giờ có mặc cảm đó quý vị. Nhớ mỗi lần chúng tôi đi về Trung ương mà ghi giấy cảm tạ đó quý vị, chúng tôi hỏi cô Nguyệt gì chứ: cô ơi, ghi giấy cảm tạ này đó là bao nhiêu tiền mình mới đưa một cái bao thư? Thì cái cô Nguyệt này cổ nói đó, 1.000 cũng đưa cái bao thư nữa. Rồi cái chúng tôi nói, mà bình thường quý vị thấy có ai mà đi lại cúng chùa cúng 1.000 không quý vị? Không có. Cúng là từ giá 10.000 sắp lên mấy trăm ngàn, mấy triệu cũng có nữa. Có một hôm đó quý vị, có một cái chú này nè, chúng tôi nhìn cái tướng của chú không phải là nghèo. Chú to lớn người lắm, phong độ lắm. Nhưng mà chú cầm lại cho chúng tôi có 1.000 đồng bạc hả quý vị? Chú nói là: cô ơi, cô cho tôi gửi tiền cúng chùa 1.000, mà cô phải ghi cái bao thư cho tôi nha. Cái lúc đó chúng tôi mới nhớ lời của cô Nguyệt nói đó, là mấy ghi giấy cảm tạ. Thì ghi giấy cảm tạ cô dặn đó là phải đưa hai tay cho mọi người. Dù là cái tiền mà cúng chùa đó 1.000 hoặc 10.000 hoặc 100.000 hoặc 1 triệu cũng làm y chang như vậy. Thì chúng tôi nhớ lời cô dặn, dù 1.000 chúng tôi vẫn đưa hai tay. Thì lúc này chú này nhận một cái bao thư đó rất là trịnh trọng, và nói là: cô được lắm rồi đó nha. Chúng tôi không hiểu cái nghĩa được lắm là cái gì, nhưng mà chúng tôi làm đúng theo cái nguyên tắc ở đó. Thì thưa quý vị, thì đối với cái việc mà chúng ta làm phước, chúng ta đừng có ngại ngùng là ít hay nhiều gì. Nhất là chúng tôi ghi giấy cảm tạ đó quý vị, có những bà cụ rất là già, rất là tội nghiệp luôn. Đúng ra quý vị đó đó ha, là mình phải móc ra 50.000 hoặc 100.000 mình cho mấy cụ đó mới đúng đó. Vậy mà mấy cụ lại tay run run đưa chúng tôi 10.000 quý vị. Chúng tôi vẫn ghi cái giấy cảm tạ đàng hoàng, để trong bao thư đưa cho cụ hai tay. Mấy cụ rất là mừng, mà mừng mình thấy rất là tội nghiệp luôn. Thấy không quý vị, thấy không? Như vậy thì dù cho chúng ta hôm nay có ít tiền hay nhiều tiền gì, chúng ta hãy cố gắng thực hiện việc tài thí. Rồi ngoài cái việc mà chúng ta giúp đỡ bằng vật chất ra đó quý vị, tài thí thì chúng ta còn có thể đem những cái gì trong thân thể của mình để giúp đỡ cho mọi người. Ví dụ như chúng ta hiến máu nhân đạo quý vị. Cái chương trình hiến máu nhân đạo hôm nay nó rất là rộng rãi. Mà ở đây của mình thì ít nha quý vị. Chúng tôi nghe ở dưới Cần Thơ quý vị. Lúc đó chúng tôi về xã Tân Hưng, Trung Hưng chứ, Trung Hưng để thuyết giảng. Thì chúng tôi nghe nói ở đó có một cái vị đó đó quý vị, là từ hồi đó tới giờ hiến máu là trên 70 lần rồi đó quý vị. Hiến máu đến nỗi mà chủ tịch nước đó, mời ông đi ra ngoài Hà Nội đó, tặng cái bằng kỷ luật gia luôn, mời 2 lần như vậy rồi đó quý vị. Quý vị thấy không, cái việc làm đó hết sức là cao quý. Nhưng mà mình tùy theo sức khỏe của mình, tùy theo khả năng của mình để mình làm giúp đỡ tất cả mọi người. Trong đó có việc hiến máu đó quý vị. Thì cái người mà thực hiện mà hiến máu đó, đem những cái gì trong cơ thể cho mọi, giúp cho mọi người đó, thì đây là những cái người đã quyết tâm rèn lòng từ bi bác ái rất là cao độ quý vị. Chúng tôi không phải là ca tụng, nhưng mà cái người này là coi như là không có màng cái gì hết, luôn cả thân xác của mình cũng hiến luôn. Nhưng mà tưởng đâu hiến như vậy là hết, nhưng mà không ngờ càng hiến máu đó càng tạo thêm máu mới, sức khỏe càng tốt, chứ không có gì hết quý vị, khỏi sợ gì hết. Thì đó là chúng tôi là trình bày về cái phần tài thí. Bây giờ đến cái phần pháp thí. Thì thưa quý vị đó, pháp thí á, tức là chúng ta đem lời chánh pháp, thánh ngôn luận của Đức Phật, Đức Thầy, rồi giảng giải cho mọi người thức tỉnh tu hành, đó gọi là pháp thí. Mà Đức Thầy dạy là nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thưa quý vị, pháp đọc ở đây đó là cho đủ, đó là giáo pháp, tức là những lời do Đức Phật thuyết ra suốt 49 năm giáo đạo. Rồi sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, các đại đệ tử mới kết tập lại thành kinh luật luận. Mà kinh luật của Đức Phật ngày xưa đó quý vị biết bằng tiếng Phạn không à, cho nên chúng ta khó học khó hiểu lắm. Thì Đức Thầy ngày hôm nay vì lòng từ bi, Ngài đã rút từ trong kinh luật của Đức Phật ngày xưa mới diễn lại thành cái quyển thi văn giáo lý toàn bộ, mà ngày hôm nay chúng ta ai ai cũng có cái quyển thi văn giáo lý ở trong nhà. Thì đó là một cái kho tàng pháp bảo mà Đức Thầy đã để lại cho chúng ta. Bởi vì tiếng Phạn của Đức Phật ngày xưa đó mình sẽ không học hiểu được.
mà Đức Thầy cho biết là quá mắc mỏ bởi chân phạn ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Vì vậy ngày hôm nay Đức Thầy diễn lại cái quyển thi văn giáo lý bằng cái tiếng mẹ, bằng cái tiếng Việt để cho chúng ta dễ hiểu. Ngài cho biết là quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Cho nên cái quyển mà thi văn giáo lý của chúng ta ngày của Đức Thầy để lại cho chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta hãy cố gắng học hiểu và hành theo quý vị. Mà hành theo không chưa đủ nữa, chúng ta còn phải truyền nữa quý vị. Bởi vì Đức Thầy cho biết là kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi mà sớm kệ chiều kinh thông thả. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Khi mà chúng ta thực hiện theo cái quyển thi văn giáo lý của Đức Thầy rồi đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc quá phải không quý vị? Thì chúng ta làm sao tìm cách truyền ra để cho tất cả mọi người đều quay về con đường đạo để tu cùng với mình, để sau này cùng chứng quả với mình. Đó là cái lòng từ bi của mình. Như vậy thì hôm nay chúng tôi hỏi gì chứ quý vị, ban trị sự ở xã Ô Long Vĩ như thế này đã tổ chức một cái buổi thuyết giảng rất là đông đồng đạo của mình đến tham dự như vậy. Vị thấy đây có phải là pháp thí không nè? Phải không quý cô? À, đây là một cái buổi pháp thí. Mà cái buổi pháp thí hôm nay đó quý vị, công của quý vị đó ha, là lớn nhất đó nghe quý vị. Công của quý vị hôm nay là lớn nhất. Ví dụ như cái ban trị sự xã Ô Long Vĩ mà tổ chức một cái buổi thuyết giảng như vậy đó, mà quý vị không có đến tham dự đó, thì cái buổi này có thành công được không? Không có thành công được. Cho nên quý vị hôm nay là cái công số 1 đó. Đề nghị cho một tràng pháo tay thật lớn. Như vậy thì chừng nữa đó, chừng nào các ban trị sự có tổ chức thuyết giảng đó, quý vị nên tham gia và rủ mọi người cùng tham gia, công đức rất là lớn quý vị. Rồi cái thứ hai đó, các cái vị mạnh thường quân, các cái vị hậu cần, mà đặc biệt là cái vị mạnh thường quân là cái ông trưởng ban là Nguyễn Văn Tưởng đó quý vị. Chúng tôi đến đây chúng tôi được biết là chú đã hiến một cái miếng đất ở đây để xây dựng cái ban trị sự. Là hồi nãy chú nói cho chúng tôi biết đó là 950 m², là gần 1000 m² quý vị. Chàng ơi, quý vị biết không, một công đất cả nhân công đi mà mình hiến làm một cái ban trị sự này quý lắm quý vị ơi, công đức vô lượng đó quý vị. Bởi vì không riêng gì là chú đâu mà các nơi bây giờ đó quý vị đang thực hiện là tinh thần con cháu của ai, của ông Cấp Cô Độc quý vị. Ông Cấp Cô Độc ngày xưa đó, khi mà ông đã nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, ông thấy là quá quý rồi, ông mới muốn làm sao cho Đức Phật về đến địa phương của mình, nước của mình đó, để rồi thuyết pháp cho mọi người nghe. Cho nên ông mới xin với Đức Phật là cho con về nước của con cất lên một cái tịnh xá, để rồi là mời Đức Phật, thỉnh Đức Phật về đây thuyết pháp cho mọi người nghe. Khi mà Đức Phật thọ ký rồi đó quý vị, ông lựa hoài không có thấy một cái miếng đất nào vừa ý hết. Cho nên là khi mà ông gặp cái vườn của Thái tử Kỳ Đà đó, ông rất là ưng ý, cho nên ông hỏi mua. Mà Thái tử Kỳ Đà đâu có kẹt tiền đâu mà bán đất quý vị. Nhưng mà với cái sự hỏi mua của ông đó, Thái tử Kỳ Đà mới nói như vậy để cho ông từ bỏ cái ý định. Nói là bây giờ ông đem vàng lại đi, đem vàng lót tới đâu thì tôi bán tới đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà ông Cấp Cô Độc vẫn thực hiện gì? Vẫn thực hiện đến nỗi mà làm cho Thái tử Kỳ Đà hết sức là ngạc nhiên. Không biết Đức Phật là ai mà cái ông này ông quý trọng đến nỗi mà ông đem vàng lót để ông mua đất, ông cắt tịnh xá như thế này. Sau khi biết được cái sự quyền bí, cái sự lợi ích của Đức Phật, thì Thái tử Kỳ Đà mới tặng luôn những cái cây xung quanh đó quý vị. Cho nên là ngày nay đó ha, là cái ông Nguyễn Văn Tưởng này đó ha, là chắc là ông cũng là con cháu gì của ông Cấp Cô Độc, cho nên mới là thực hiện cái chương trình này hết sức là quý báu. Đề nghị cho một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Và các vị mạnh thường quân, khi mà ông là ủng hộ là tặng một miếng đất như vậy, thì cũng nhờ sự ủng hộ của các vị đồng đạo, các vị mạnh thường quân xa gần, cho nên mới có một cái ban trị sự khang trang như thế này, để hôm nay tổ chức thuyết giảng như thế này. Đề nghị cho một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Và ban tổ chức mà tổ chức một cái buổi thuyết giảng như thế này đó rất là cực khổ quý vị thấy.
là chuẩn bị rất là chu đáo. Chúng tôi thấy nãy giờ đó là chuẩn bị hết sức là chu đáo. Thì ban tổ chức công đức sao quý vị? Vô lượng luôn, đề nghị cho một tràng pháo tay nữa đi. À thưa quý vị, như vậy thì đối với cái giáo pháp của Đức Thầy đó quý vị rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta nhờ học hiểu giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta hành theo đúng như vậy, thì từ một con người bình thường chúng ta sẽ sau này sẽ trở thành Phật Tiên Thánh, cũng do chúng ta học giáo lý của Đức Thầy. Mà Đức Thầy đã khẳng định là Phật Tiên Thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Rồi giáo lý của Đức Thầy ví như là thuyền bè đưa chúng ta từ bờ mê vượt sang bến giác, mà Đức Thầy cho biết là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái quyết đưa người vượt khỏi sông mê. Và giáo lý của Đức Thầy ví như một cái ngọn đuốc quang minh soi rọi được lòng mê si tâm tối của chúng sinh trở nên sáng tỏ, mà Đức Thầy cho biết là đuốc thiền lâm phương đông chói ánh dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Vì vậy là người tín đồ chúng ta phải cố gắng học hiểu giáo lý của Đức Thầy để rồi chúng ta hành cho đúng. Mà khi mà chúng ta hành cho đúng theo giáo lý của Đức Thầy rồi quý vị, quý vị không cần nói một lời nào hết, nhưng mà tự nhiên trong người của chúng ta nó phát lên một cái hạnh đạo quý vị, một cái hạnh đạo mà mọi người ai cũng quý trọng, ai cũng nhìn thấy và bắt chước tu theo. Mà Đức Thầy cho biết là người tu như thể bá tầm, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Tức là người tu chúng ta ai cũng có một cái hạnh đạo hết. Thì đây cũng là pháp thí bằng hạnh giáo. Mà chúng tôi nhìn thấy hội trường này quý vị, các quý vị mà ở trong hội trường này có một cái hạnh giáo rất là uy nghi. Nhớ lại mấy chục năm trước đó, chúng tôi mà thấy người đạo đó quý vị, chúng tôi rất là quý, rất là nhìn những cái người mà có hành đạo rồi đó quý lắm quý vị ơi. Ước gì mình tu được như quý vị đó. Thì cái người mà tu có hạnh đạo rồi ai cũng quý hết đó quý vị. Mà chúng tôi gặp cái người tu nhiều cảm động lắm quý vị ơi. Nhớ hồi đó làm giáo lý viên nha, nhìn thấy quý vị mà đông như vậy đó trên này là chúng tôi bắt đầu rung rồi đó nha. Tại sao mà rung? Mừng lắm, quý lắm, nhưng mà cũng sợ lắm, không biết mình như thế nào. Cho nên là lúc đó chúng tôi rất là sợ. Nhớ hồi đó đi thuyết chung với anh Hai Tầm Pha, là giáo lý viên Quỳnh Tầm Pha đó, chúng tôi rung quá thiết không được. Cái nó than, nói với anh hai ơi, mai mốt em không có đi chung với anh nữa đâu. Hỏi sao vậy? Cái hội trường của anh gì đâu mà đông quá, đông đến nỗi mà kỳ đó chúng tôi về đó ha, đông mà đến nỗi mà đứng thiết như vậy đó, quý vị nhìn không có thấy cái mặt. Mà một cái hội trường rất là dài, xa xa thì có một cái vô tiếng á quý vị, để nhìn vô cái vô tiếng mới thấy tôi không mà quý vị. Đông như vậy đó chúng tôi sợ. Cái anh hai nói đừng có sợ, đệ đừng có sợ, đệ cứ nghĩ rằng tất cả mọi người là được người thân của mình, đừng có sợ nữa. Nó không phải là sợ quý vị đó, mà sợ cái hạnh đạo của quý vị lớn quá. Nó thì không có sao đâu, đệ đừng có sợ gì hết. Hồi xưa tôi cũng vậy nữa, tôi đi thiết mà cái hội trường có 100-200 người ha, là tôi ăn gọn lắm, nhưng mà đông quá tôi cũng bị khớp luôn. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại không sợ nữa. Rồi từ đó tới sau là tôi đi thiết không có còn sợ nữa. Thì thưa quý vị, qua lần đó rồi quý vị biết không, tôi đi về cái hội trường khác ha, là cái ông ban tổ chức ông nói đó, hôm nay đó cô về đây cô thiết đó ha, tôi sẽ chừa cho cô là 1.000 cái ghế khán giả. Trời ơi, cái này còn sợ nữa. Nhưng mà quen rồi quý vị ơi, bị bữa hổm thất bại rồi, hôm nay không thể thất bại nữa. Cho nên mà đối với cái người mà tu đó, cái hạnh đạo đó quý vị, cái người mà tu yếu người ta rất là sợ quý vị. Cho nên là người tu ai ai cũng phải có cái hạnh đạo. Và khi chúng ta dùng lời nói của mình để nhắc nhở mọi người tu hành thì đó là pháp thí bằng khẩu giáo. Thưa quý vị, không phải nhất thiết phải đứng trên diễn đàn như chúng tôi thì mới thực hiện được pháp thí, mà quý vị nơi nào mà cần quý vị đến giúp đỡ bằng lời nói, quý vị cứ việc giúp đỡ đi. Bằng cái phước đức của quý vị thì quý vị sẽ giúp đỡ được rất nhiều người tu hành. Như chúng tôi thấy đó, cái đợt Covid vừa qua đó quý vị ơi, chúng tôi thấy mà những cái người mà chưa có tu đó mà chết đó quý vị, ra đi đột ngột, chúng tôi rất là tiếc uổng. Bởi vì sao? Bởi vì mình tiếc là những người đó chưa tu mà đã chết rồi. Bởi vì Đức Thầy dạy là ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà tu.
Cho nên chúng tôi gặp như vậy chúng tôi rất là thương, rất là muốn làm sao cho tất cả mọi người có tu hết đi rồi hả chết quý vị. Cho nên là tất cả chúng ta hôm nay ở trong hội trường này, chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị đều có tu hết rồi, có quy y hết. Đây là một cái điều hết sức là cao quý quý vị. Thì khi mà chúng ta đến với cái đạo rồi đó, thì Đức Thầy cho biết làm sao quý vị ngày nay đó sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Hết sức là quý báu. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta đến với đạo thì đây là một điều hết sức là đáng mừng. Và chính vì chúng ta đã đến với đạo, học hiểu qua giáo lý của Đức Thầy, chúng ta mới biết cuộc đời này là vô thường, là giả tạm, không có gì là bền chắc hết trơn quý vị. Cho nên một hôm đó, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, Ngài mới thuyết về cái đề tài vô thường cho mọi người nghe. Thì trong đó Ngài có kể một cái mẫu chuyện nói về vô thường. Ngài kể rằng có cái ông trưởng giả đó quý vị, có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất đó là ông rất là thương nha, muốn cái gì là ông chiều cái nấy. Rồi bà vợ thứ hai đó thì có cũng được, không cũng được, ông không có chiều hung. Còn bà vợ thứ ba đó thì lâu lâu ông mới ghé thăm một lần. Và đặc biệt là bà vợ thứ tư đó thì ông không có ghé thăm lần nào hết đâu vậy. Thì một hôm ông bệnh, ông sắp chết rồi, ông mới nhìn bà vợ thứ nhất, ông mới nói: bà ơi, bình thường là tôi thương bà nhiều nhất, mà khi tôi chết bà có đi theo tôi không? Thì bà vợ thứ nhất bà mới nói: biết rằng bình thường là ông thương tôi nhiều nhất, nhưng mà khi ông chết rồi âm dương cách trở, đường ai nấy đi, tôi không thể đi theo ông được. Thì lúc này ông trưởng giả ông vô cùng tuyệt vọng, ông mới nhìn qua bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ hai bà nói sao quý vị biết không? Bình thường là ông thương chị cả nhiều nhất, mà chị cả còn không đi theo ông chi tôi. Mà tôi báo cho ông biết đó nha, chẳng những khi ông chết rồi tôi không đi theo ông, mà tôi còn đi theo người khác nữa. Thì lúc này ông trưởng giả ông vô cùng tuyệt vọng, ông nhìn qua bà vợ thứ ba. Thì bà vợ thứ ba lúc này nước mắt đầm đìa hết trơn rồi quý vị. Bà vợ thứ ba mới nói rằng đó là dù tôi có thương ông đến đâu đi chăng nữa, thì khi ông chết tôi tiễn ông ra tới nguyệt là cùng mà, chứ không thể đi theo ông được. Và lúc này bà vợ thứ tư bà lên tiếng quý vị, bà mới nói là ông đi đến đâu là tôi đi theo đến đó. Nói đến đây Đức Phật cho biết rằng đó, không riêng gì ông trưởng giả có bốn bà vợ, mà tất cả chúng ta ai cũng có bốn bà vợ hết. Vậy thì bốn bà vợ đó, bà vợ thứ nhất là chỉ cho gì quý vị biết không nè? Bà vợ thứ nhất là chỉ cho cái xác thân của mình nè quý vị. Bình thường là mình thương thân mình nhiều nhất phải không quý vị? Đó, mình thương thân mình nhiều nhất, mình lo làm ăn cực khổ để cung phụng cho cái thân của mình không à. À, nhưng mà khi mình tắt thở rồi cái thân này có đi theo mình không? Đi theo được không quý vị? Bởi vì cái thân này là giả, cái thân này là do tứ đại đất nước lửa khí tạo thành, cho nên nó giả, nó không đi theo mình được. Đó, cho nên là khi chết là cái bà vợ thứ nhất là âm dương cách trở, đường ai nấy đi rồi quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta biết được cái thân của mình là giả rồi, nhưng mà biết cái thân là giả rồi đừng có về quỷ hoại nó nghe quý vị. Nhờ cái thân mình này đó, nó giả, mình biết nó giả, nó không đi theo mình được. Ngày hôm nay nhân lúc cái thân mình còn khỏe mạnh này nè quý vị, mình phải biết lợi dụng cái thân này làm những cái việc lợi ích cho đời. Chúng ta phải bố thí, làm lụng có tiền để bố thí thí dụ vậy, rồi đem cái thân này làm từ thiện, được không quý vị? Đem cái thân này lễ Phật, lại Phật hàng ngày. Đó, như vậy thì khi mất cái thân này thì chúng ta có cái thân thiệt, tức là chúng ta phải khéo léo chuyển đổi từ cái thân này giả trở thành cái thân thiệt. Khi mất cái thân này rồi là chúng ta có cái thân thiệt liền. Thân thì thân công đức hiền lành đó quý vị, là thân của chúng ta là sau này bằng liên hoa hóa thân, chứ không còn là cái thân phàm phu này nữa. Mà cái thân chúng ta sau này nó không có bệnh nữa quý vị ơi, mà không có chết nữa quý vị ơi, chúng ta sống hoài luôn cùng với Phật. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta phải khéo léo để tu làm sao chuyển cái thân giả này thành cái thân thật nha quý vị. Rồi cái bà vợ thứ hai là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho tiền của mình ha. Tiền của mình ngày hôm nay mình làm cực khổ mình tích lũy được, nhưng mà khi mình chết mình có đem theo được không quý vị? Không có đem theo được. Mà chẳng những không đem theo được mà tiền của mình lọt qua tay người khác liền. Cho nên cái bà vợ thứ hai bà nói là
chẳng những ông chết tôi không đi theo ông mà tôi còn đi theo người khác nữa quý vị. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta có tiền của nhiều rồi đó ha, thì chúng ta nên làm phước nhiều quý vị. Khi mà chúng ta làm phước rồi là chúng ta biến cái tiền giả này thành cái công đức, cái tiền thiệt đó, để sau này hồi hướng cho cái quả vị Phật của mình sau này nha quý vị. Có chứ còn chúng ta mà không có là bố thí đó thì cái đồng tiền này sau này đó không đem theo được nữa quý vị. Rồi cái bài vợ thứ ba là chỉ cho gì quý vị? Chỉ cho thân bằng quyến thuộc của mình, dù có thương mình cỡ nào đi chăng nữa, bắt quá mình chết đưa mình ra tới nguyệt là cùng rồi quý vị, chứ không thể đi theo mình được. Còn bài vợ thứ tư là chỉ cho gì? Chỉ cho tội và phước. Chỉ có tội và phước chúng ta mới đem theo được thôi quý vị. Tức là cái bài vợ thứ tư đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay đó, khi chúng ta đã hiểu đạo rồi thì chúng ta nhớ bài vợ nào nhiều nhất quý vị? Bài vợ thứ tư phải không? À, bài vợ thứ tư. Như vậy là mỗi khi chúng ta làm một việc gì, nói một lời gì, chúng ta phải suy nghĩ lại có lời nói của mình có phước không, có tội hay không. Đó, thì như vậy thì hôm nay mình đã biết rồi, mình tên là nói những cái lời có phước đức, làm những cái việc có phước, có lợi ích cho mọi người, thì đó là chúng ta nhớ đến bài vợ thứ tư. Mà Đức Thầy cho biết là nhắm mắt cũng nắm hai tay à, đâu đem tiền của đem rầy hầu non, chỉ có tội phước hỏi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê, chừng đó mới biết chỉnh ghê, ăn năn đã muộn khó bề tính toan, phải không? Cho nên ngày nay ngày nay sớm đến Phật đàn đó, thì chúng ta tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu mà phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Như vậy thì tội mà ngày xưa chúng ta không biết chúng ta tạo đó thì tiêu hết quý vị ơi, tội tiêu. Mà cái đây là lời của thầy dạy nha quý vị, chứ không phải là chúng tôi là nói nha, mà thầy nói là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Hoặc là trong bài Sứ Mạng Đức Thầy cho biết là thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật. Như vậy thì ngày hôm nay khi chúng ta đến với đạo rồi thì tội thì tiêu, mà phước chúng ta làm đó là được hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Đây là hết sức, cái điều hết sức là cao quý mà Đức Thầy đã dành cho chúng ta. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng thực hiện theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy. Mà ở trong kinh Đức Phật cho biết là các con muốn đền ơn ta ư, vậy giáo pháp của ta đó, các con hãy cố học đi, hãy gắng mà hành đi, hãy quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán dương Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà truyền bá. Còn Đức Thầy dạy là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ sa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Vì vậy ngày hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải nghiên cứu qua giáo lý của Đức Thầy cho rõ ràng, để rồi thực hiện theo cho đúng. Và ban trị sự ở địa phương mà có tổ chức thuyết giảng, quý vị ủng hộ. Bởi vì quý vị là những người thâm hiểu Phật Pháp hết rồi, hôm nay đó, quý vị đến đây để ủng hộ cho giáo lý viên chúng tôi. Bởi vì chúng tôi đứng trên diễn đàn này thì nhiều khi cũng có những cái sơ suất. Thì mong rằng khi mà quý vị nghe rồi, quý vị sẽ đóng góp ý kiến bổ chính cho chúng tôi nha. Để rồi chúng tôi mỗi một lần đi thuyết thì mỗi lần chúng tôi sẽ có một cái sự cân nhắc để cho cái bài giảng của mình được hoàn thiện hơn. Thưa quý vị, mà khi chúng ta học hiểu giáo lý của Đức Thầy rồi thì chúng ta phải cố gắng hành theo cho đúng nha quý vị. Đừng có để cho Đức Thầy than. Đức Thầy than là bổn đạo ôi, hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Thưa quý vị, đó là chúng ta phải thực hiện đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì thưa quý vị, vừa qua chúng tôi đã trình bày xong về cái phần pháp thí. Bây giờ đến cái phần vô quy thí. Vô quy thí tức là chúng ta vô là không, quý là sợ hãi. Tức là chúng ta đem cái tâm không sợ hãi của mình để làm giảm bớt hoặc chấm dứt sự sợ hãi cho người khác, thì đó gọi là vô quy thí. Mà Đức Thầy cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người đua nặng, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm,
Thưa quý vị, hoặc là muốn cho rắn đặng quá cù xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Như vậy thì đối với cái vô quý thí này là một cái pháp rất là cao, quý vị, đòi hỏi cái sự hy sinh của mình để giúp đỡ làm giảm bớt hoặc chấm dứt sự sợ hãi cho người khác, thì đó gọi là vô quý thí. Vô quý thí này chúng ta còn thấy ở đâu nữa quý vị? Ở những vị chiến sĩ, mà nhất là cái lúc mà bị dịch bệnh đó quý vị, những cái vị bác sĩ, những cái vị y sĩ, những cái vị mà mặc áo trắng đó quý vị, là xung phong vào cái tuyến đầu để rồi dập dịch đó quý vị. Thì đây là những cái người đang hành cái pháp vô quý thí, và những cái vị chiến sĩ anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đất nước cho chúng ta ngày hôm nay cũng gọi là vô quý thí. Rồi cái gương của cụ Nguyễn Trung Trực đó quý vị, cũng có thể gọi đây là một cái gương vô quý thí. Khi mà giặc muốn bắt cụ mà bắt không được, nó mới bắt một số đồng bào và mẹ của cụ rồi kêu cụ ra đổi, thì cụ vẫn ra đổi mẹ cụ và một số đồng bào. Thì giặc mới dụ hàng cụ, cuối cùng dụ không được thì giặc đã đem cụ ra tại Rạch Giá, nó chém vào cái ngày 28 tháng 8 mà hàng năm quý vị đồng đạo của mình hay đi lễ cụ Nguyễn Trung Trực là như vậy đó quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là liều thân giúp nước lúc lâm nguy, nước lúc lâm nguy há đứng nhìn, lòng mang đại nghĩa để thân khinh, máu đào xương trắng phơi đầy nội, quyết đổi tự do mới thỏa tình. Thưa quý vị, thì nếu mà chúng ta thực hiện cái việc bố thí đó, mà mình vì mình đó ha, thì cái phước đức nó nhỏ như hạt cải. Mà nếu chúng ta vì mọi người mà bố thí đó, thì cái phước đức nó lớn như quả địa cầu. Tại sao vậy? Tại vì trong tài thí, pháp thí và vô quý thí tùy theo hành động mà thể hiện, nhưng mà xét về tâm lý nó có xảy ra hai trường hợp khác nhau, đó là sự tướng bố thí và lý tánh bố thí. Vậy thì sự tướng bố thí là gì? Sự tướng bố thí là bố thí còn chấp người, chấp ta, chấp nhân, chấp ngã, hay còn thấy có kẻ cho người nhận, thì đây là một cái việc bố thí đó là để cầu danh dụ lợi, thì cái bố thí này không được chứng quả quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Cũng như ông vua Lương Võ Đế ngày xưa đó quý vị, 10 dặm ông cất một cái chùa, 7 dặm ông cất một cái an, nhưng mà ông bố thí không phải bằng lòng từ bi của mình, cho nên cuối cùng ông không được chứng quả đó quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là nhớ thở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến chừng sau ngã tử đài thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Thưa quý vị, cũng đồng thời là cái gương bố thí, nhưng mà cái gương bố thí của ông Cấp Cô Độc được Đức Thầy khen đó nghe quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là Cấp Cô Độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Như vậy thì cái gương bố thí của ông Cấp Cô Độc đó là lý tánh bố thí, tức là bố thí mà chúng ta không phân biệt thân sơn nhân ngã, lúc nào chúng ta cũng bố thí bằng cái lòng từ bi của mình, thương yêu tất cả mọi người mà mình bố thí. Cho nên bố thí như vậy không lòng hối tiếc. Mà Đức Thầy dạy là giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Thưa quý vị, như vậy thì đối với cái lý tánh bố thí đó quý vị, mà ngày hôm nay đó nha, chúng tôi thấy đồng đạo của mình mà thực hiện bố thí bằng lý tánh không mà quý vị ơi. Vậy thì cái người mà bố thí bằng lý tánh đó là ở trong tâm của quý vị có bốn đại đức của chư Phật hết rồi, mà nhiều khi mình không có nghĩ đến. Mình nói chàng ơi, mình bố thí có nhiêu đâu, sao dám nghĩ đến. Nhưng mà thực ra đó, khi mà quý vị bố thí bằng lý tánh ha, là trong tâm của mình có bốn đại đức của chư Phật hết rồi. Bởi vì Đức Phật dạy là Đức Thầy dạy là Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng phải làm theo cách nấy. Như vậy thì chúng ta đang thực hiện bố thí là học theo hạnh Phật. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện được bố thí là chúng ta có bốn đại đức của chư Phật hết. Nhưng mà nhiều khi mình không dám nghĩ đến. Vậy chúng tôi trình bày bốn đại đức đó là gì, phải không? Bốn đại đức đó là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Đức từ tức là chúng ta khi mà gặp một cái người hoạn nạn, một cái người khổ, thì chúng ta khởi lên cái lòng thương. Thương để làm chi quý vị? Thương để giúp đỡ cho cái người đó vượt qua những cái nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Khi mà chúng ta thực hiện được việc bố thí đó rồi, thì chúng ta đã có được hai đại đức của chư Phật rồi quý vị. Hoặc là chúng ta gặp một cái công tác từ thiện nào, chúng ta tham gia vào thực hiện là chúng ta đã có được hai đại đức của chư Phật. Mà Đức Thầy cho biết là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà,
trong các báo khó bì tánh thiện. Thưa quý vị, khi chúng ta đã thực hiện được việc bố thí giúp đời rồi thì chúng ta đã có được hai đại đức của chư Phật. Nhưng mà chúng ta cần phải có hai đại đức tiếp theo để rồi cái việc làm từ thiện của mình mới bền vững cho đến ngày giải thoát quý vị. Thí dụ như bây giờ mình làm từ thiện, mình giúp đỡ cho mọi người, nhưng mà không phải ai cũng khen mình đâu quý vị. Có rất là nhiều người khen mình, nhưng mà cũng có một số ít người ta chê mình, đúng không? Người ta chê mình, lúc đó mình có buồn không quý cô? À, như vậy là mình không có buồn phải không? Mình không buồn mới được. Bởi vì khi người ta chê mình là người ta không hiểu cái việc làm của mình, như vậy thì người ta mới chê mình. Nhưng mà mình lúc này mình phải dùng cái trí huệ sáng suốt của mình để mình nhận định coi cái việc làm của mình đúng không, có làm hại tổn hại đến ai không, hay là có làm lợi ích cho ai không. Nếu mà cái việc làm của mình làm lợi ích cho mọi người thì mình tiếp tục làm, phải không? Đức Thầy dạy là đâu nản chí mà ngừng việc phải, hoặc là thường thường an vui mà làm các việc lành, giàu gặp phải hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng gì thế mà sanh lòng buồn bã. Như vậy thì chúng ta vui vẻ mà làm từ thiện, vui vẻ mà làm việc của mình tiếp tục thì chúng ta đắc được cái đức gì? Đức hỷ rồi quý vị. Rồi còn cái đức xả này nghe quý vị, đức xả này khó ăn lắm nha quý vị. Nếu mà ăn trọn được đó là chúng ta sẽ giải thoát tại thế gian này. Đức xả là gì? Đức xả là chúng ta không còn chấp nữa quý vị. Chúng ta làm từ thiện mà chúng ta không cần còn chấp nữa, dù người đó khen mình cũng được, chê mình cũng được, phải không? Nếu mà mình xả được như vậy đó thì chúng ta mới đắc được cái đức xả. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên thế gian này đó cũng có khi là có người đó là mình rất thương. Chúng ta ví dụ là một người mình rất thương đi, một người là mình rất là ghét. Ngày xưa chưa tu là ghét, ngày nay tu rồi mình gọi là cái người đó là cái người tôi chưa thương được. Nhưng mà bây giờ đem hai cái người đó đứng kế bên, mình coi hai người này bằng nhau là mình đắc được đức xả, được không quý cô? Được không? Nếu mà được là quý rồi, đề nghị cho chàng pháo tay. Như vậy thì quý cô ở đây đó là quý cô là đắc được đức xả hết rồi đó nghe quý vị, là coi như giải thoát ở thế gian này rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ như thế này nè, mình nghĩ rằng cái người mà mình chưa thương được là cái người này trước đây là kẻ thù của mình đó. Giống như cái người này làm tổn hại mình quá quý vị ơi, làm cho mình quá khổ rồi, lên bờ xuống ruộng tưởng đâu mất mạng rồi. Nhưng mà may mắn ông bà trời Phật che chở cho nên mình còn cái mạng ngày hôm nay. Lúc này mình phải tin sâu nhân quả quý vị. Chắc có lẽ nghe, tiền kiếp của mình đó, kiếp trước của mình đó cũng từng làm cho người ta đau khổ như vậy đó. Cho nên hôm nay cái người này mới trả lời cho mình, mà mình trả cái quả này rồi, cái mạng mình còn thì sao quý vị? Mình mừng phải không? Rất là mừng. Đó là chúng ta đắc được cái đức xả, có nghĩa là Đức Thầy dạy là tha thứ hết thảy những ai tối tâm làm lỗi đối với cái người mà khen mình, đối với cái người chê mình, thương mình, ghét mình, mình cũng coi bằng nhau. Thì đó là chúng ta đắc đạo ở tại thế gian này. Như vậy thì đối với cái người mà hại mình mà mình thương được đó thì còn có cái gì là ràng buộc quý vị nữa không? Quý vị còn phiền gì nữa không? Không, đâu còn gì nữa đâu. Ai làm cái gì đó làm tội thì người ta hưởng tội. Thí dụ vậy, mình không có gì động chạm đến cái tâm mình hết. Dù cái thân của mình có khổ nghe quý vị, nhưng mà cái tâm của mình rất an lạc. Đó là mình đã đắc được cái đức xả quý vị, thưa quý vị. Như vậy thì đối với cái phần bố thí chúng tôi đã trình bày xong. Bây giờ đến cái phần từ thiện xã hội, chúng tôi cảm thấy là thời gian cũng muốn hết rồi quý vị ơi. Cho nên chúng tôi nói sơ sơ về cái phần từ thiện xã hội. Từ thiện xã hội thì gồm có 7 tổ. Thứ nhất là tổ thuốc nam đông tây y miễn phí. Thứ hai là tổ xây dựng cầu đường. Thứ ba là tổ xây dựng nhà tình thương. Thứ tư là tổ cơm cháo nước chính miễn phí. Thứ năm là tổ tạo nguồn chất đốt. Thứ sáu là tổ gây quỹ từ thiện. Và thứ bảy là tổ trợ giúp đời sống hiện nay. 7 tổ này đang hoạt động nhịp nhàng, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người. Thưa quý vị, như vậy thì bây giờ đến cái phần lợi ích. Thì thưa quý vị, ở trên đời này đó, khi chúng ta làm phước thì chúng ta hưởng được cái gì trước hết quý vị? Được phước liền phải không? Tức là làm phước thì hưởng phước. Mà Đức Thầy cho biết là nuôi tầm ác được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Rồi chúng ta là rồi chúng ta làm phước đó
thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái tai nạn quý vị. Nếu như mà mình niệm Phật đó, Đức Thầy dạy là chữ lục tự trì tâm bất diện thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Thì ở đây khi mà mình làm phước rồi đó ha, thì mình cũng được Phật cứu nữa. Mà Đức Thầy khẳng định là hát kêu với kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm doan mới là, đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Thưa quý vị, như vậy thì khi chúng ta làm phước rồi đó, rồi bệnh tật tiêu trừ đó quý vị, mà Đức Thầy cho biết là làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Rồi làm phước chúng ta diệt được lòng tham lam ích kỷ của mình, mà Đức Thầy cho biết là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Rồi làm phước chúng ta được về cõi tiên không quý cô? Được không? À, phước nhiều tiên cảnh lên rài. Rồi chúng ta làm phước được về cõi Phật không quý cô? Được không? Được về cõi Phật, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải thực hiện phước huệ song tu. Tức là chúng ta vừa làm phước vừa niệm Phật thì chúng ta mới được về cõi Phật. Mà Đức Thầy cho biết là Tây phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Bởi vì phước và huệ đó, với như hai cái cánh của con chim đại bàng, mà chim đại bàng có đủ hai cánh mới có thể bay cao bay xa được. Mà chim đại bàng con cánh bay được không quý vị? Không có được. Vì vậy hôm nay chúng ta làm phước mà muốn được về cõi Phật thì chúng ta phải thực hiện tu phước và tu huệ. Phước huệ xong tu mới đồng đăng bỉ ngạn. Thưa quý vị, thì nhân cái buổi gặp gỡ hôm nay quý vị qua đề tài tu phước, thì chúng tôi ước mong rằng tất cả quý vị và tôi nên cố gắng thực hiện việc tu phước càng nhiều càng tốt, để cuộc sống xã hội này luôn được ấm no hạnh phúc. Có như vậy chúng ta mới đủ hành trang trên đường về xứ Phật, như Đức Thầy đã từng ao ước là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì đề tài của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong mọi công việc, và xin chúc cho quý vị sớm tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, hiện tiền trí huệ phát khai, nhất kiếp sanh về an dưỡng quốc. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nè. Kính thưa quý quan khách cùng chư quý đồng đạo, thì vừa qua chúng ta đã nghe xong phần trình bày của giáo lý viên là cô Võ Thị Phấn, ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, đã trình bày một cách rất là xuất sắc. Qua đó chúng ta có dịp rộng hiểu và hiểu sâu hơn giáo lý của Đức Thầy, trợ trưởng cho bước đường tu tập ngày thêm tinh tấn. Vì một lần nữa cũng xin thay mặt cho ban tổ chức cầu chúc cho giáo lý viên nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành để tiếp tục công cuộc hoàn truyền chánh pháp của tổ thầy. Một lần nữa chúng ta hãy cho giáo lý viên thêm một tràng pháo tay nó được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.